em xin tên chào quý anh chị nha. Quán chạy ngày 7 tháng 9 anh chị. Đó. Đây. 572 anh chị thấy không? 572 quán chạy nha anh chị. Đây. 572 quán chạy ngày 7 tháng 9 nha anh chị. Đó, người ta trúng mình đậu nam tờ nha anh chị. Đó, nam tờ. Nha anh chị. Đó thì giá 7 thì nó 200.000 một tờ nha anh chị. 200.000 một tờ. 5 tờ là 1 triệu nha anh chị. Đó. 572. 572 quán chạy ngày 7 tháng 9 nha anh chị. Thấy không? Trên này là trúng cũng vui. Trúng đậu người ta cũng vui nha anh chị. Tao cũng mua số được cho nhiều cho mình. Thôi thì hôm nay mình cũng quay số lên sóng hơi trễ cho anh chị nha. Rồi bây giờ mình quay ngày bón ngày hôm nay. Hôm nay là cái đài Quan Ngãi nha anh chị. Đó. Ngày 9 tháng 9 nè. Đó. Rồi. 56 nha chị. 60 56. Đó, 65 anh chị quấn số đề quấn ngược lại vậy. Rồi 25 nha anh chị. 05 97 79 41 16 99 62 58 34 14 80 88. Rồi, dưới đây là tại Đắk Nông nha anh chị. 09 27 đó, Đắk Nông nè, 40 tờ nè. Ở đây Quan Ngãi nha anh chị. Quan Ngãi nè, 07 nè. 43 nè. Rồi, Đắk Nông là 20 tờ nè. 82 nè. 64 Đắk Nông luôn nè. 20 tờ luôn nè. 45 Đắk Nông 20 tờ. Ba cái Đắk Nông này 20 tờ còn nguyên là 60 tờ còn nguyên. Cái đây 40 tờ còn nguyên luôn nha chị. Nó chưa ai mua mấy số này nha. Còn đây Quan Ngãi là 5 tờ hết nha anh chị. Đó anh chị nào mua hãy có gì đi ngon khu vực. Tụi em bán đậu 12 thôn Quang Bình, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quan Ngãi nha anh chị. Đó. Rồi, thì hôm nay em quay số cho ngày thứ bảy cho anh chị mình xem có gì anh chị có mua trên mạng thì anh chị có gì điện thoại cho em gửi số lại cho anh chị cũng được. Đây. Không có hòn là 0968 6412. Hòn ID 3453 2022 0 2 3 26 nha. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Hòn như là trước thôi anh Công. Không có hòn như là trước thôi. Lấy cái bì bắt người. Hả? Lấy cái bì bắt người. Lấy cái bì phải không?